Xin chào các bạn, đây là chiếc Exciter 150 phân khối mới, nhưng mà đây là một cái phiên bản độ theo cái chiếc xe đua M1 của Yamaha. Thì đây chúng ta thấy là cái phiên bản độ này nó có rất là nhiều những cái điểm mới mà cái phiên bản gốc không có. Ví dụ như là phía trước chúng ta có một cái cặp cụt ngược upside down, gắn vào nhìn cảm thấy rất là cứng cáp. Ở mặt trên này người ta đã gắn thêm một cái kính chắn gió và nó gần như là làm thay đổi toàn bộ cái phần mặt nạ của chiếc Exciter 150. Ta sẽ đi xem thêm một số cái chi tiết khác. Nhìn từ phía trước thì bánh trước cũng đã được thay bánh có cái kích thước chiều ngang to hơn, rất đẹp. Yên cũng đã được độ lại giống như là hệ thống yên 2 tầng, nhưng mà thật ra chỉ có một vị trí ngồi mà thôi, và đằng sau là cái vị trí nắp sắt. Mặt đồng hồ thì không có gì thay đổi cả. Đằng sau thì bánh cũng đã được thay bánh kích thước to hơn rất là nhiều, nhìn rất là hầm hố. Bô xe cũng được độ lại. Gắn thêm tem. Đĩa trước có kích thước rất to và được thay bằng loại heo dầu 2 piston. Exciter 150 phiên bản đồ. Xin cảm ơn các bạn.